Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog của Quang Vinh. Và như mọi người cũng thấy, Vinh đang ngồi ở nhà xếp hành lý cho một hành trình rất là đặc biệt. Ở đây Vinh đi đến Úc và đi road trip qua nhiều thành phố khác nhau. Và thời tiết cũng khá lạnh nữa vào mùa thu rồi, cho nên Vinh đã chuẩn bị rất là nhiều những cái trang phục khác nhau. Hy vọng là sẽ có những cái xuất hình đẹp. Và nếu mà các bạn thích những bộ trang phục nào của Vinh thì nhớ để lại bình luận nha. Rồi, hẹn gặp mọi người ở Úc. Xin chào mọi người, Vinh đã có mặt tại Melbourne rồi đây. Và hiện tại thì Vinh đang đứng tại khu South Yarra. Capital Grand là nơi mà Vinh sẽ lưu trú trong những ngày tới ở tại Melbourne. Và bây giờ thì mời các bạn cùng đi gặp gỡ khách mời của Vinh. Wow, thời tiết thích lắm luôn á. Tại vì ở Úc thì mùa này đang vào mùa thu, thời tiết rất là mát mẻ, có chút xíu lạnh nữa. Và đặc biệt đó là Vinh thích, tại vì có nắng rất là đẹp ngày hôm nay. Khu South Yarra này Vinh thấy rất là tiện lợi. Chỗ Capital này Vinh ở cũng gần cái trạm Yarra, South Yarra Station. Cũng rất là nhiều những cái nhà hàng nè, rồi quán cà phê và các khu shopping này nọ, rất là vui. Nếu như Vinh ở trên này hôm buổi tối Vinh đi xuống đây là cái gì Vinh cần nó cũng có hết, rất là tiện lợi. Đây rồi, nhân vật khách mời đã lái siêu xe đạp tới đây đón Vinh đây, anh Tạ Quang Huy. Xin mời mọi người cùng gặp. Hello anh Huy. Hello Vinh. Hello. Chào mọi người. Chào mọi người đang xem chương trình của Quang Vinh Passport. Vinh, wow. À, chào mừng em đã tới Úc. Cảm ơn anh Huy. Vinh thì rất là hân hạnh bởi vì lần này mời được anh Huy cùng tham gia vlog với Vinh ở tại Australia. Anh Huy thì là nhân vật rất là huyền thoại ở tại Melbourne rồi ha, ở tại nước Úc. Nói chung thì đợt này hai anh em sẽ có một chuyến đi road trip khắp Australia luôn. Mọi người nhớ đón xem nha. Let's go. Nãy trên đường đi thì Vinh hỏi điểm đầu tiên mình đi tham quan Melbourne, tại sao mà đi city, đi shopping mà anh Huy dẫn mình đi ra dã ngoại. Thì chắc là các bạn ở Úc lâu năm cũng sẽ biết. Nhưng mà có rất nhiều người ở bên Việt Nam qua họ cũng chưa biết rằng là ở Úc á, là một nơi sản xuất rất nhiều rượu vang. Mà sản xuất những các chai rượu vang trắng có, đỏ có mà có đạt được rất nhiều giải. Rồi em hiểu rồi, là cái mặt tôi nhìn về là coi như là mặt bợm nhậu hả ta? Chưa giờ là anh Huy muốn mình xỉn rồi. Không, đầu rượu là bất cứ rượu gì mình cũng uống vừa phải, uống thưởng thức thôi. Ok anh. Điểm đầu tiên là anh muốn dẫn Vinh tới đây. Một trong những winery rất là nổi tiếng tại thành phố Melbourne, đó chính là Yarring Station. Thì winery này đó là một trong những winery mà anh Huy thường xuyên có mặt. Anh cũng là một người rất thích rượu, đặc biệt là rượu vang. Thì anh cũng rất là khó tính về cái việc mà mình lựa chọn cái rượu nào, rồi năm nào, nho nào, uống thì ăn thì nó là cả một cái nghệ thuật. Yarring Station này đó là họ cũng là một trong những winery có rất lâu nay, từ năm 1859. Đây là phần cellador. Thì mọi người có thể là tới cellador này, nếu mà mình đã biết được cái mùi vị của những các cái loại rượu hợp với cả khẩu vị của mình rồi đó, thì các bạn có thể là vào đây mua. Còn nếu mà mình chưa biết, nếu mà lần đầu tiên mà Vinh tới thì Vinh có thể là và làm wine tasting để mình xem là bên kia, đúng rồi, bên kia thì là loại rượu nào nó phù hợp với cả cái khẩu vị của mình. Người thì mất 10 đô thì họ cũng sẽ cho mình biết được là mình sẽ được thử các thể loại rượu nào. Là từ lúc mà trồng nho cho tới lúc thu hoạch rồi làm rượu và để aging là để ngâm 6 tới 7 năm, đúng rồi, là mình mới bắt đầu uống cái chai này. Đầu tiên ở đây mình có ba cái vị của sparkling ha. Trước mắt là thấy cái màu nó là khác nhau rồi nè. Khác chứ. Dạ. Tức là từ cái loại trái cây đúng không anh? Đúng rồi. Loại nho. Cái cách mà họ cái này từ nho đúng không, hay từ là nho, trái từ nho. Bây giờ mình tổng kết lại chút xíu cái phần sparkling đầu tiên thôi, thấy ngon rồi đó. Anh. Thì ba cái mùi. Rồi. Ba chai này thì là ở đây là gọi là entry standard của họ thôi. Dạ. Thì cái ly đầu tiên thì là ly nguyên chất. Còn cái ly thứ hai này đấy là nó có một chút rosé. Còn cái thứ ba này đấy, thì
Đấy, các bạn nhìn chưa, cái màu khác này là bởi các vì... em thích. Em thích à? Đúng không? Thì cái phần cái chai cuối này thì họ lại đã cho 30% của nho đỏ pha trộn vào cái sparkling đầu tiên. Anh Huy nói cái ý hay lắm, tại vì ngọt dễ uống vậy thì mình sẽ uống không, mình nói chuyện thì rất là enjoy. Rồi. Nhưng khi mà mình qua tới, nếu mình ăn đồ ăn chung thì chắc chắn là các bạn sẽ phải chọn hai cái vị đầu tiên. Vinh nghĩ là như vậy nha, tại vì hai cái vị đầu tiên thì nó sẽ giúp cho mình ăn để mình còn cái vị thưởng thức cái vị đồ ăn nữa. Còn cái này thì cái rượu nó đậm mà nó ngọt quá thì nên uống riêng. Chưa hết. Mà anh em chúng tôi lần này là thêm nữa. 15 đô thì là thử thêm nữa. 15 đô nữa thì mình sẽ được thử tiếp các cái rượu cao cấp hơn của họ. 6 chai nữa. Và cái phần cuối cùng mới là cái phần đặc biệt đó là museum. Bây giờ đó là anh em mình sẽ qua tới rõ đỏ. Đỏ rồi đó. Yeah. Đỏ đó thì Pinot là một cái thể loại mà rượu đỏ nhẹ nhất. Thì Pinot thì thông thường là uống không ăn. Dạ. Em có thích Pinot hay không? Hay là em thích Cab Sauv hoặc em muốn thích Shiraz? Trước giờ là em đã từng bao giờ uống Pinot bao giờ chưa? Chắc uống rồi mà em không nhớ tên đâu. Thì hai cái ly ở bên ngoài đó thì là họ sử dụng những nho. Dạ. Lẫn lộn từ ở winery này cộng thêm với cả một số nho ở từ ở winery khác. Dạ. Yeah. Em thích cái này nè. Ha. Tức là đầu tiên cái vị cái mùi thơm của đó mình thấy thích rồi nè. Vậy thì Pinot này đó, chai này đó là chỉ có là 40 đô một chai. Ồ, em thích cái chai này, uống lại lần thứ gì là vẫn thích. Cái này mình có thể uống cả ngày này. Ok. Anh đánh dấu, em đánh dấu. Anh thì này. Mấy cái chai đầu thì anh chưa thích lắm. Sparkling á, cũng không thích luôn. Không, sparkling nó chưa phải xuất sắc lắm. Ok. Riêng tới cái chai này thì hai anh em đều thích cái chai đỏ này ha. Nó là Estate Pinot. Năm 2020 Pinot. Thì bây giờ là chai này là khi mà mình tới là 70 đô một chai này. Ồ, anh thích cái chai này quá. 2019 này. Anh thấy được nó có mùi mà mùi sồi nhiều quá. Dạ. Đúng không? Nãy em nói mùi ốt. Đấy ốt đúng không? Cái này hơi nếu mà chai này chai Pinot này uống giống như là mình đang uống Shiraz mà lại nhẹ. Đó anh chai này 130 thì cũng là không thích bằng cái chai 40 hồi nãy. Bây giờ là chai 2019 Reserve Pinot. Thì là cái phần 2019 này không ngon à? Không thích thôi, không phải nghe tiểu sử nghe rất là hay mà tại sao mà bây giờ uống lại không ngon là sao? Tại vì lỡ thích cái chai kia rồi. Rồi, ấn tượng đầu tiên, đúng không? Dạ. Nhưng mà cái này cũng khó nói lắm, giống như hôm nay mình thích cái này. Mai mình lại thích, nhiều khi mình lại nhớ tới cái mùi gỗ đó, lại thích cái mùi sòi đó không chừng. Vậy chỉ gì đi vô đây là cũng phải mua đem về chứ không đem đi không được. Thì đó, thấy ngon quá rồi. Rồi làm cái nữa em ra đi. Nếu mà ai vào đây thử rượu, đầu diễn cũng phải dính một cái. Các bạn có biết không, ở chỗ Yaring Station này họ rất là nổi tiếng sản xuất rượu Cabernet. Thì là đã sản xuất năm 1950. Thì từ năm 1950, tại sao mà Cabernet sản xuất ở khu vực này ấy, ngon hơn những chỗ khác là bởi vì khí hậu mà để sản xuất nho, đặc biệt là cái thể loại Cabernet này, nếu mà nắng gắt quá như là các cái khu vực khác ở trên Úc thì chưa chắc cái độ mà đậm đà của rượu như là ở Yaring Station. Thì cái nhiệt độ nó không hẳn phải là nóng gắt, cái trái nho đó phải cần có cái thời gian để nó từ từ nó chín. Công nhận nha, mình đi rất là qua nhiều loại mà bây giờ mình thấy có sự liên kết với thời tiết nữa. Nó giống như anh chàng nãy anh nói là có những cái năm mà giống như cái biến đổi khí hậu đó. Dạ, đây là cái 2018 thì năm đó nắng nhiều hơn những cái năm khác. Đúng. Thì cái rượu của mình ra nó cũng sẽ khác. Đúng. Đó, cho nên là các bạn nào mà nếu quan tâm thời tiết và lịch sử thì mình nhìn vào cái năm đó mình sẽ biết đánh giá được cái độ rượu sản xuất năm đó là nó có cái vị đặc trưng gì. Chúng ta tiếp tục chương trình review khu winery này nha, Yaring. Ở Yara, sau khi testing rượu khoảng 10-15 đồng thì mình ăn trưa ở đây một phần này hai món với một món tráng miệng của Vinh là 70 đô. Anh Huy ăn gì đẹp với anh Huy? Anh là mấy hôm nay là người anh là khá là nặng nề cho nên là anh là thích ăn các đồ rau củ quả. Thì đây là phần dền. Beetroot là củ dền. Củ dền. Ok, mà trình bày mọi người thấy rất là đẹp luôn. Còn Vinh thì Vinh kêu món tôm chiên trong này. Yarra Valley có rất nhiều các winery khác
người Úc ấy, họ thích enjoy. Đúng. Họ thích enjoy, họ làm được bao nhiêu họ enjoy. Hiện tại thì có thể nói là Yering Station là chỗ anh thích nhất ở khu vực này. Không những rượu rất là phong phú, rất nhiều cái thể loại rượu có thể là mình uống và mình có thể mình mua về nhà. Đang ở tại Coffee Land, khu phố này là những cái hàng quán cà phê, họ sẽ để bày biện ở ngoài đường luôn á, cho nên mọi người có thể ngồi hòa nhịp cùng với cái nhịp sống ở tại đây. Đây rất là thoải mái, rất là thoải mái. Chụp hình mấy đứa ơi, đẹp quá. Đẹp 10 điểm. Thì Vinh và anh Huy sẽ thay đổi khẩu vị cho phía anh Vinh. Nó là thích đồ hoa ở tại nước Úc, tại vì qua đây là đồ hoa, người cộng đồng hoa cũng rất nhiều. Đâu. Nhưng mà cái phong cách hoa ngày hôm nay thì mình ăn hơi khác rồi anh Huy. Hơi khác, nó hơi fusion một chút xíu. Không phải như là hoa truyền thống, khi mà mình vào một cái nhà hoa là mình ăn tôm hùm, lòng ngư, cá mú. Đó. Và đây cũng là một trong những nhà hàng mà anh rất thích. Cái style nó như là một cái quán bar rồi đó. Tên là Tian 38, đúng rồi. Một trong những con đường mà gọi là xa xỉ đó tại Melbourne. Giá ở đây thì nghe thì rất là cao, nhưng mà trên thực tế là không hẳn cao lắm. Dạ. Không có cao lắm. Ngoài đồ ăn fusion ở đây ra thì còn danh sách cocktail ở quán này. Ok. Và nếu mà để tìm ở trong một nhà hàng hoa mà có những các cái selection của cocktail đó, rất là lạ. Yeah. Đây cũng là một cái quán mà mới đàn giải là một nhà hàng mà có cái lượng cocktail nhiều nhất và ngon nhất của Quảng Nam mình. Một cái cocktail rất lạ, em thấy là ớt với lại lá basil hả? Ở trong một cái gáo dừa.
nó giống như là mình đang ăn một cái tô phở ấy, ha. Chua chua ngọt ngọt. Hai món đầu tiên mình có vịt anh hả? Vịt quay với lại cơm mùi truffle. Cơm này cơm truffle. Hai cái món này là rất là ngon. Truffle của quán thì truffle cũng là một cái thể loại mà đấm. Dạ. Và anh cũng biết rằng là cơm truffle. Truffle là một loại cũng là đấm. Mà chỉ có là những con heo, người ta đào tạo những con heo thì mới đi tìm heo hay chó ta? Heo. Hình như là heo. Heo đánh hơi. Xong mà đi tìm thấy thương lắm. Anh nói rằng nó có một cái thói quen là anh là khi mà ăn vịt đó là lúc nào cũng phải có cái sốt này. Nó phải sốt me. Dạ. Mình chấm mục đích của cái sốt me là để giảm bớt cái độ ngấy của cái thịt dạ. Thịt vịt đi. Tiếp theo mình có cái món nghêu nè, có sốt nè, ăn với lại quẩy. Quẩy. Wow. Nhúng vào đây anh hả? Cứ nhúng vào đấy. Ok. Rồi cái món ăn thấy sao? Siêu ngon. Sốt siêu ngon. Sốt đậm đà. Đây mình cũng có cua đây nè. Cua này có gì đặc biệt không? Cua Úc hay là cua... Cua này á. Sao ta? Cua này là cua từ Darwin. Dạ. Yeah. Là cua là cua thịt. Dạ. Yeah. Món kế tiếp á thì là món... Singapore, yeah. Cua Singapore Chili Crab. Ok. Em cũng rất thích. Em chắc là em thường xuyên em qua Singapore. Dạ. Yeah. Anh muốn là anh qua Singapore đó là anh phải ăn một cái món này. Mình tới nhà người ta cháo ếch với lại cua Chili Crab. Chính xác. Nói. Thì cái loại sốt này á, thì khi mà mình ăn thì mình sẽ kèm theo bên bánh bao, màng hầu, màng hầu chiên. Thì mình có thể là mình dùng cái này. Mình chấm vào sốt này em. Dạ. Béo quá. Chấm vào cái sốt này. Dạ. Chua chua, tê tê, cay cay. Nói chung là bữa giờ ăn Vinh Huy mấy đợt rồi đó, em thấy gu ăn uống cũng hai anh em cũng khá giống nhau. Toàn là những cái điểm mà em ăn xong em rất cay luôn. Và mọi người nếu mà tới Melbourne thì Vinh nghĩ là nên thử những cái quán ăn mà Vinh và anh Huy giới thiệu. Tại vì thật sự là rất là ngon và cái không khí ngồi đây rất là thích. Thì anh đây là mình ăn đồ hoa nè, cực kỳ ngon à. Rất là sạch sẽ, không có mùi dầu mỡ gì ở đây. Dạ. Em à, mình tới trên 38 mình sẽ phải ăn cũng có lại cua này nữa. Ok à. Main course của mình ngày hôm nay đây là trứng mặn muối. Wow. Và quên nhắc nữa, tức là ăn ở đây á, mình được một cái nữa đó là mình sẽ thưởng thức rất là nhiều loại cocktail ngon. Hồi nãy mình có nhắc, bây giờ mình nhắc lại. Tại đây thường nhà hàng hoa thì mình đi mình sẽ đâu có uống cocktail ngon không vậy. Không có cocktail. Như hồi nãy anh nói đó là cocktail ở nhà hàng này là dưới gần đây là đạt được giải cocktail. Khi các bạn đi du lịch đến Melbourne thì Vinh nghĩ một trong những cái hoạt động rất là thú vị đó là mình sẽ đi ăn sáng, uống cà phê. Bởi vì Melbourne còn có thể được mệnh danh là thủ phủ cà phê của thế giới. Cà phê ở đây rất là ngon và đặc biệt là có một cái phong cách vừa ăn sáng mà vừa ăn trưa luôn. Người ta gọi là mình đi brunch ha. Ở đây cà phê rất là nhiều những cái quán, các bạn có thể search ra một cái list rất là dài. Có những quán rất là đẹp và có những cái quán tuy không đẹp nhưng mà đồ ăn lại siêu ngon luôn. Và ngày hôm nay thì Vinh chọn một nơi này, Vinh nghĩ là dung hòa được cả hai yếu tố vừa đẹp vừa ngon. Đó là Flory Florist Cafe. Thì sau lưng Vinh là bán hoa. Tiệm ở dưới này là mình, mọi người cũng có thể thấy là hoa tươi nè, bán rất là nhiều. Ở trên lầu là có cà phê. Và đây là bữa ăn sáng của Vinh, mọi người thấy hoành tráng không? Thì Vinh đang coi trên điện thoại của mình là toàn bộ menu đồ ăn sẽ hiện lên ở trong này và có luôn đầy đủ chi tiết giá cả. Đây là món cheeseburger của Vinh ngày hôm nay. Đây. Mọi người thấy đẹp không? Wow, đúng nghĩa là cà phê sống ảo nha, bởi vì mọi thứ nó quá đẹp và quá tỉ mỉ. Món trứng này làm rồi xong là còn rắc những cái hoa trang trí xung quanh nữa. À, và các món nước ở đây cũng rất là đặc biệt. Vinh đang uống soda và nước hoa đậu huyết. Đây mình có avocado và đây là món tráng miệng. Vinh cực kỳ thích cái món này và thấy rất là đẹp luôn. Okay.
Và cái món mà Vinh thích ăn nhất đó là nghe cái tên và thấy cái hình là hấp dẫn, đem ra là còn hấp dẫn hơn rất là nhiều lần nữa. Đó là cái món waffle chiên. Waffle chiên giòn, nào giờ mọi người ăn waffle chung với kem hoặc là ăn trứng rồi ăn kiểu đó. Đây là mình sẽ thử cái món waffle chiên giòn này, nghe nói ở đây là nổi tiếng cái món này. Ok, rồi mình làm việc. Đây là menu của Eguya nha mọi người. Các bạn có thể scan cái code đây là mình sẽ hiển thị trên điện thoại của mình là có cái menu luôn. Ha, siêu hiện đại nha. Đây là mình có nhìn sơ qua thì mình thấy có sushi, maki, các loại cơm, có những cái phần topping là bò Wagyu và cả sashimi nữa. Ở nhưng mà đây là nhà hàng đồ Nhật, hơi fusion nhưng mà lại own và bằng một cái người Hoa. Người Hoa anh ha, và nhân viên phục vụ người Việt. Đúng rồi. Thì biết tại sao ở đây, đây cũng là một trong những nhà hàng ở một cái khu khá là smart ở South Yara. Yeah. Thì trên cái con đường này là thông thường là vào những các cái ngày cuối tuần, thứ 6, thứ 7 thì có rất nhiều những các cái club, những các cái bar. Thì là các bạn là thông thường là các bạn nó sẽ ghé qua đây ăn uống trước rồi sau đó là chạy qua bên kia để vui chơi. Club tiên hả? Mình có cái phần sashimi đầu tiên qua hấp dẫn của anh Huy. Wow. Đây là một cái phần anh rất là thích. Tại vì là anh không ăn được đồ chiên nhiều. Mỗi lần anh này, là thích ăn tươi nước sống. Chính xác là ăn tươi nước sống. Tất cả mọi thứ là đều là phải tươi và sống thì anh ăn mới ngon được. Nhìn em thấy hấp dẫn quá, đặc biệt là bào ngư Úc là em biết ngon rồi đó. Qua chiêu gia trước này. Các bạn thấy đây là con bào ngư. Bào ngư này là của Úc nha. Thì bào ngư đấy mà để mà ăn sống với cái lát lớn như vậy thì chắc chắn nó sẽ phải rất là tươi. Đúng không? Dạ. Tươi ha. Ăn thế sao? Ngon. Quá tươi luôn. Em ăn bào ngư chưa? Giờ em ăn đây. Em bảo ăn cái này nó không thể nào thiếu được những các ly rượu. Có thể nói là nó rửa sạch cái palate của mình. Đây có ly rồi. Đây. Để anh cùi cái này cho. Đây là một chai. Bào ngư ngon quá. Chai này đây, các bạn nhìn nó to hơn cả đầu của Vinh và Vinh nè. Chai là 1.8 lít không mọi người. Thì đây đấy là chai này thì Huy thích là thêm Huy thích uống lạnh nhiều hơn. Là mình sợ. Đúng là cái bào ngư có cái vị giống như là thuốc bắc á, hơi hơi thôi anh ha. Đúng rồi. Nó có một vị mà vị thuốc bắc thì cho nên là anh cũng rất là thích ăn cái bào ngư ở đây. Đấy, thì á là sushi và sake không thể nào thiếu được nè. Vào cái bình nhỏ này trước ha. Nó như là chất liệu như là bằng gang á. Đó, rồi các bạn thấy ở dưới này đó là có một cái hũ đá này. Và anh em mình trước mắt là anh em mình sẽ phải là súc miệng. Ok. Bằng sake mà rất là lạnh nha mọi người. Giờ chăm chăm. Vào đây. Cheers anh. Sao? Đã. Đã nha. Cái này đấy lại anh nhớ lại kiểu như quay trở lại tuổi thơ đấy Vinh. Tại xưa mẹ hay làm cái này cho anh ăn lắm. Mà cái này nữa mà còn thiếu một chén cơm. Có một chén cơm nữa là hơi bị tốn nha. Là do hồi nhỏ anh ăn nhiều quá vì anh ngán. Thì đấy à. Thì cái gì trong cuộc sống nhiều quá đâu tốt đâu em. Và đây cái phần này Vinh ơi, ăn tươi nuốt sống. Nếu mà đến quán Wagyu nha mà không ăn Wagyu cái kiểu này thì là sẽ lỡ đi các cái kiểu rất là ngon. Đây là Wagyu thì đây là họ làm là beef, là bò, là tataki. Thì ở cái phần trên này có một cái sốt gì đó, nó vừa chua vừa ngọt. Rồi á là mình đây này, mình cuộn hay này. Đó. Kiểu như là gỏi bò sống vậy đó. Rồi. Thì cũng là chụp hình chua, chua, đẹp quá. Chua chua. Cái đồ ăn ở đây nó rất là fusion mình ha. Thế sao? Ngon. Ăn thịt bò sống không nói hồng không lời quá ngon. Này gu đúng kiểu em thích đó. Vậy hả? Dạ. Em thích đồ ăn Nhật. Em thích đồ ăn Nhật. Bò Nhật em cũng thích luôn. Anh là cái gì của Nhật anh cũng thích hết. Anh thích nhất là phim Nhật. Nhật hay ha? Xe Nhật. Wow, ok. Đấy. Và rượu Nhật. Rồi. Thế thôi. Giờ mình quay trở lại chương trình review ngày hôm nay, mình sẽ ăn hào anh. Rồi, ok, ăn hào. Ăn hào tại quán Nhật Wagyu. Cái sauce này, Jolly này, anh biết mùi gì không anh? Anh cũng chưa biết, nhưng mà thường anh ăn hào thì là anh thích dùng chai Tabasco.
nó cay. Em biết cái mùi, cái vị này là vị quýt Nhật á. Quýt Nhật chua chua, ru ru. Ừ. Đó. Nó không có bị gắt. Dạ. Nó không có nhiều acid. Dạ. Nên khi mà mình ăn vào là nó không phải như là mình vắt chanh. Vắt chanh rồi thì nó sẽ làm khúc nguyên con ha. Chua chua ngọt ngọt ha, dễ ăn. Rất là tươi ha. Em có thấy độ béo của nó không? Dạ. So far nãy giờ em ăn thì em thấy món nào cũng ngon nha. À, từ cái món tôm này mình thấy phổ thông nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Yeah, và đây là phần đặc biệt nhất trong nhà hàng ngày hôm nay. Còn cả. Anh Huy, cái này là bò Wagyu. Anh Huy hả? Rất nhiều loại bò Wagyu. Các bạn biết không, tại một cái điều mà Vinh cảm thấy, cái cảm nhận của em khi đến đây là em vẫn tưởng mình đang ở Việt Nam. Tại vì vào đây gặp một anh chàng ảnh nướng thịt hả? Làm đây mà anh là người Việt Nam luôn nha mọi người. Anh tên gì? Em tên Vĩnh. Vĩnh. Vĩnh ha. Rồi anh Vĩnh ngày hôm nay sẽ nướng thịt cho Vinh ăn đó. Vinh không nghĩ là Vinh đang còn ở Sài Gòn chứ không có tới Melbourne rồi. Với cái đĩa bên này là tất cả cái Wagyu của Úc. Còn đĩa bên này là Wagyu của Nhật. Và chỉ có duy nhất ở cái Melbourne là một trong hai shop có thể sell cái Wagyu của Nhật. Với cái chứng nhận là chúng ta cái châu Phi này. Chỉ có hai shop, một shop ở đây và một shop ở trên Melbourne City. Bò Wagyu của Nhật thì cái hàm lượng protein nó sẽ nhiều hơn. Rồi. Và thì đương nhiên là nó sẽ cảm nhận cái độ mà độ màu mỡ nó sẽ nhiều hơn, và cái của Nhật và của Úc và Úc thì nó cảm giác là nó sẽ hơi dai hơn so với cổng Nhật. Rồi. Thì sau khi ăn mình sẽ cảm nhận được, còn bây giờ thì mình chỉ rất là khó đúng không? Mồ hôi lưỡi của anh toát ra rất là nhiều. Ví dụ như anh thấy cái này nó trắng hơn thì em nghĩ là cái mỡ nhiều, mỡ nhiều. Rất nhiều mỡ hơn. Vâng. Còn bên này nó muscle hơn. Đúng rồi. Nhưng cơ nhiều hơn. Cơ nhiều hơn. Okay. Em nghĩ rằng là bên này sẽ là ngon hơn bên này không? Em bây giờ em rất là muốn ăn đây. Ok, thôi. Xin mời anh Vĩnh nha. Rồi, mời anh Vĩnh. Ok. Nói cho mọi người là của Úc. Xương đúng không? M9 của Úc. M9 nha. M9. Là các bạn biết là Wagyu của Úc. Còn bò Nhật là A5, A6. Rồi. Đúng không? Tức là trong cái phần thịt đó là ướp rồi. Gia vị, có gia vị. Dạ. Đúng không? Em thử ăn trước, em thử xem nào. Em thích chấm loại ba loại một lúc là sao? Ba loại một lúc, có người thì chấm ba loại xong rồi. Ba loại một lúc luôn. Bò rất là mềm. Khi mình chấm ba loại sốt thì mình thấy là cái vị nó đậm hơn nha mọi người. Đây anh mùi. Nó vừa tỏi, vừa hành. Cái mùi nó đậm. Mà chưa ăn đến cái phần ngon nhất nha. Mới là ngon vừa vừa thôi. Đấy ạ. M9. Rồi, cái cơm mình ngon xỉu. Thấy không? Ngang ngỗng luôn em. Cơm ngỗng mà cơm gan ngỗng. Cơm gan ngỗng. Cái là mình ăn như vậy không em ạ? Vâng. Không chấm gì hết. Không chấm. Bí quyết nha mọi người, tới là mình ăn bò Wagyu và kêu order cái cơm gan ngỗng. Ngon xỉu. Em có thấy không Vinh? Dạ. Khi mà anh chàng này nướng các cái đồ mà Wagyu của Nhật á. Dạ. Thì như là cứ càng chuyển qua bên này thì nướng càng ít. Có nghĩa là bên Nhật ăn càng phải càng ngon. Càng ngon. Đấy, đúng chưa? Và cho nên là nhìn cái đĩa thịt bò nhiều như vậy nhưng mà mọi người nhớ là ăn theo thứ tự đàng hoàng ha, để mình cảm nhận được cái độ ngon nó tăng dần lên. Chiều qua tới phần A5. A5 chắc rồi. Đây nha, là miếng ngon nhất. Cái phần này với cái này phải nấu cực kỳ nhanh, rất mỏng. Ở đây mình ướp sẵn có cả tiêu với cả muối đúng không ạ? Vâng. Cái này mình chỉ nướng sơ sơ qua thôi, gọi là có một chút chút khói đúng không? Vinh thì mê cái tiệm này đã đành rồi, anh Huy là khách hàng quen thuộc mới có 9 năm mà mọi người. Giờ thấy công nhận là ngon thiệt, tức là những cái món ăn đi chung với nhau cũng ngon nữa. Cái thịt bò ngon là một chuyện mà đó, giống như cái cơm gan ngỗng này là ăn vô là quá bất ngờ. Mình đến đây mình cảm nhận thịt chứ không phải mình cảm nhận cái sốt. Thì mình cảm nhận cái phần bên trong của thịt. Quá ngon. Mình nhai đến đâu là nước nó bắn lên đó. Wow, sốt sắc. Và đặc biệt nha, mọi người tới đây mình order xong vậy mình order luôn anh Vĩnh nha, nướng thịt siêu ngon nha mọi người. Anh Vĩnh là có gia đình chưa lên vlog thì mình cũng có thể quảng bá bản thân mình nè. Chứ thì giới thiệu luôn. Ok, yeah. Đi ăn một công đôi ba chuyện anh Vĩnh nha. Được, okay. Ngã luôn.
Vinh sống lại rồi mọi người ơi. Bây giờ review đồ ăn rất là ngon, nhưng mà kiểu gì kiểu Vinh cũng vẫn thèm đồ phở Việt Nam mình. Và bây giờ Vinh đang ở tiệm Phở Thịnh, rất là nổi tiếng ở tại Melbourne luôn. À, cảm giác như mình được trở về nhà vậy, không cảm giác mình đã Úc nữa. Ngon quá. Đồ ăn Việt Nam mình vẫn là nhất. Hạnh phúc quá. Hương vị đúng chuẩn của Việt Nam mình luôn. Ngon quá. Tỉnh lại liền luôn á. Là tỉnh là tỉnh người lại. Thiệt là không tin được luôn á. Em đi Úc tháng 4. Đây. Một mùa thu rực rỡ lá vàng. Mà đặc biệt cái chỗ này Mount Macedon là đẹp kinh hoàng luôn mọi người. Ở đây thì cách xa thành phố Melbourne khoảng chừng 50 cây. Dạ. Thì nếu mà các bạn mà có lái xe đó, thì chắc khoảng chừng 45 phút là tới đây rồi. Dạ. Thì em cũng biết đấy, ở Việt Nam thì cũng có những các thành phố rất là lãng mạn. Ví dụ như là Đà Lạt và một số nơi khác nữa. Nhưng mà nếu mà tới Melbourne thì không thể nào mà không tới Mount Macedon được. Dạ. Ở đây cái lá này em thấy là cũng là lá phong nè. Đúng nhưng rồi. Mà có giống lá phong của biểu tượng Canada không? Không giống, lá phong của Canada thì to hơn. Dạ. Và lá phong của Úc ấy, thì chơi được 4 mùa, Vinh ạ. À. Dạ. Thì mùa lá xanh này, màu xanh này ha. Rồi sau đó là biến thành lá vàng, lá đỏ. Rồi sau đó là trụi hết đi. Đó là vào mùa đông. Thì ở đây thì con đường này thì một năm thì cũng có rất là nhiều người tới tham quan. Nhưng mà cũng chỉ là vào cái mùa này thôi. Thì đây cũng là cái mùa mà lá đẹp nhất. Đấy, mọi người nhìn thấy xung quanh này. Đấy, đủ có loại. Thích thiệt luôn á anh Huy, đúng là thổ địa. Anh đi anh biết cái thời điểm nào, ở đâu, có cái lá gì đẹp, cảnh gì đẹp. Và Vinh có biết không, trên cái con đường này đấy cũng có rất nhiều cặp trai gái chọn vào cái mùa này. Đúng vào cái mùa này. Đám cưới à? Không, lên đây cầu hôn. Nè, các bạn gái đấy, các bạn gái là lưu ý nha, khi nào mà những bạn trai mà dắt tới đây mà du lịch chẳng hạn á, thì là cứ cho rằng là cái người đó là có âm mưu. Có âm mưu. Ok. Âm mưu thì mình thấy chưa? Dạ. Đấy, nhìn phía sau mình này, đây là một con đường rất là lãng mạn. Dạ. Bản thân anh cũng vậy, thì anh chỉ có cầu hôn đấy một lần thôi, nhưng mà những các cái anh cầu hôn ở chỗ này luôn. Đúng rồi. À, rất là đặc biệt cho nên anh Huy với Tiểu Vinh tới chỗ này để quay vlog này. Và thời xưa đó là ngày cái ngày cưới của anh Huy đó là ngày 4 tháng 4 của năm 2004. Ok. Đó, thì anh có thể hình dung được là tại sao mà anh chọn cái tháng 4 và tại sao chọn ở cái địa điểm này. Dạ. Em thấy thế nào hả Vinh? Rồi. Em nhìn cái gì trước mắt? Em nhìn cái gì trước mắt thấy chưa? Em đang đói bụng mà anh Huy để một cái mâm hoành tráng vậy. Chưa bao giờ em thấy thịt bò mà to như vậy luôn. Thì đây là tất cả thịt bò, đây là thịt bò Wagyu của Úc. Dạ. Và đây cũng là một trong những nhà hàng mà anh Huy thường xuyên đến đây mỗi lần nếu mà anh Huy cảm thấy nhớ thịt bò. Đây cũng là một trong những các nhà hàng mà nằm trên danh sách của anh Huy đấy Vinh. Steak Ministry ở Glen Waverley. Dạ dạ. Thì cũng là mọi người biết là nước Úc thì thịt bò rất là nổi tiếng. Bò Úc Việt Nam mình ăn là cứ kêu bò Úc, bò Mỹ thì luôn luôn bò Úc cũng là một trong những cái lựa chọn hàng đầu. Và đây rồi thì Vinh đang ở tại Úc và ăn đúng luôn cái loại bò nãy em đọc trong menu là bò F1 tức là có thể gọi là thuần chủng. Dạ đúng rồi. Thì ở đây đó thì Vinh thấy đấy, đây là một miếng gọi là một miếng tomahawk. Yeah. Ở bên này thì miếng này thì theo anh đoán là khoảng chừng 4kg. Dạ. 4kg này mình ăn chắc share ra chứ sao ăn. Là ăn xong hết được đấy. Cái này là mình chắc chắn mình phải share. Nếu mà 4kg thì khoảng chừng 15 người. Khoảng 15 người thì tại vì nhìn như vậy thôi, nhưng mà khi mà cắt ra đấy thì nhiều lắm, rất là nhiều ấy. Yeah. Còn miếng kế bên này thì là khoảng chừng hơn 3,5kg một chút xíu. Bỏ cái này loại gì nữa, mấy cái nhỏ hay chứ? Thì mấy cái miếng này này gọi là có rất nhiều máu, nhiều người thích ăn thịt bò. Rồi. Nó ướt. Rồi. Nó máu. Dạ. Nhiều người thì thích ăn mỡ, ví dụ như em thích ăn Wagyu thì em cái Mabusco càng cao thì cái độ mỡ, một độ béo càng nhiều. Còn đây là những các cái tảng khác của Wagyu.
À. Nhà hàng đông khách lắm luôn á mọi người. Và Vinh thấy giá cả thì cũng hợp lý nha. Rất cảm ơn. Dạ. Nhìn ví dụ như một miếng bò hồi nãy mình coi 99 đồng ha, coi như 100 đồng. 100 đồng loại ribeye filet. Ribeye filet. Dạ. Đúng rồi. Ribeye filet 8 triệu 7 triệu 8. Đúng. Dạ. Màu thịt bò Úc xịn nha mọi người. Ok. Không những xịn, không những thịt bò Úc mà thịt bò quay người Úc nữa. Đó anh này. Đó quá. Okay. Wow. Thôi thì anh em mình đây show cho mọi người xem cái phần chưa có chế biến trước. Đúng rồi, giờ mình sẽ đi nướng thịt bò. Đúng rồi, ăn, bây giờ bây giờ cái món khác trước. Đúng rồi. Thì bây giờ là mình sẽ gọi anh đầu bếp. Dạ. Anh sẽ nướng cho mình ăn nhé. Ok. Rồi, let's go. Thì phần ở bên này khoai tây truffle. Đây là khoai tây truffle. Dạ. Nấm. Rồi đây là rib không anh? Đây là rib sườn. Và đây là sườn của cừu. Dạ. Cánh gà chiên. Nè, chớ đừng coi thường cái cánh gà chiên này. Anh nhìn lúc đầu ấy là anh không thích ăn đồ chiên, nhưng mà cánh gà chiên này ăn xong rồi là sẽ nghiện ha. Em thấy anh Huy thích hào. Đúng rồi, anh là đúng. Anh rất thích đồ tươi sống. Thì ở đây mọi người cũng thấy là nhìn cái quả giống như quả quýt đúng không Vinh? Dạ. Nhìn cái quả quýt rất là dễ thương nè. Đấy, nhưng mà trang trí thôi chứ đó là món pate nha. Nhưng mà cái món này bánh mì cái là... đấy. Cái đây là pate. Heo Iberico. À heo Iberico. Làm từ Wagyu ra. À đây là Iberico. À rồi olive ở mấy cái đồ này. Dạ. À và đây cũng là ham. Và đây là da heo chiên. Ok. Và đây là Wagyu tate. Wow. Em nhìn, thấy thế nào? Mà thấy hạnh phúc luôn. Rất hạnh phúc đúng không? Dạ. Anh nghĩ là anh chỉ cần nhìn thôi, anh biết là ngày mai không cần ăn gì nữa rồi đấy. Wow. Nhưng mà có người khai nha, là một tuần ăn đầy lần nha. Nhưng mà anh không ăn nhiều như vậy, hôm nay tại vì có ekip. Dạ. Cho nên là mình gọi nhiều vậy thôi. Okay. Còn anh cũng rất ít khi có cái cơ hội để ăn được một miếng thơm một hốc to như vậy. Theo như anh Huy, kinh nghiệm cá nhân của anh Huy thì đó, cái một cái miếng lên to vậy anh sẽ ăn sao? Có anh, cái nào ngon hơn cái nào không? Anh ấy thì anh không thích ăn mỡ nhiều lắm cho nên là thường đấy, là nếu mà cái thông hút rồi ra là anh sẽ dành cái xương trước. Anh sẽ cầm nguyên. Rồi. Các bạn nhìn thấy chưa? Đây là cái miếng mà Huy rất thích. Ồ, nó có cái phần cháy thì em nghĩ là phần này hấp dẫn được. Đó. Dạ. Cái này rất nhiều bone marrow. Ok. Yeah. Đây ăn đi. Còn ví dụ như em thích ăn mềm mỡ mỡ thì em lấy chỗ nào? Mềm thì ăn từ em ăn khúc giữa này. Rồi. Tại vì em nhìn mỡ thế này. Đây. Ok. Đấy. Nhìn thấy chưa? Wow. Anh thì anh ăn khi mà anh ăn steak thì anh không có thích đổ sốt lên những cái bò. Yeah. Tại vì nó sẽ làm mất đi cái vị thơm của bò, vị béo của bò. Và bởi vậy đó là anh thường anh ăn với cả mù tạt. Dạ. Yeah. Yeah, mustard thì nó chua chua cay cay thì để làm sao mà để đánh tan đi cái độ béo mỡ ở trong miếng thịt. Rồi. Thì mình ăn một miếng xong rồi mình chấm mustard á thì cái miếng kế tiếp ăn nó sẽ không bị ngán. Dạ. Đó. Còn nãy anh hỏi em cái sốt cay cay của em. Để đưa cho em là sốt cay sao? Cái đó là mustard. À, thì là một loại là Dijon và một loại là của English mustard. Dạ. Wow. Em thấy sao? Mềm tan trong miệng luôn. Thật sự đó, những người mà ăn thích ăn steak, nghiện steak như anh Huy đấy thì nên tìm những người bạn thân, những người bạn hiền để ăn một cái miếng trong hộp này. Tại vì anh rất ít khi anh có cơ hội để anh ăn cái trong hộp lắm. Okay. Tại vì gọi một cái trong hộp này phải có khoảng chục người ăn là vừa. Đó. Ăn miếng bò này uống miếng rượu này mới đúng đúng chính không? Chính xác đúng không? Đây. Đúng kiểu anh Cheers. Cheers.